Liên quan đến vụ sập nhà kinh hoàng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 9 vừa qua đã khiến cho không ít người hoang mang lo sợ. Mới đây, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết một số thông tin mới về vụ việc, trong đó có nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc sập tòa nhà này. Cụ thể ngày 25 tháng 9, ông Trần Đăng Khoa, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết một số thông tin về vụ sập căn nhà 4 tầng trong hẻm 133 đường Bình Quế, phường 27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào chiều 24 tháng 9 khiến 7 người bị vùi lấp. Theo đó, căn nhà này do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 22 tháng 10 năm 2012, kết cấu 4 tầng, cộng thêm với phần sân với diện tích 130m2. Trước đó, ông Thông xin phép Ủy ban Nhân dân phường 27 quận Bình Thạnh sửa chữa căn nhà do xuống cấp. Ngày bốn tháng 9, ông Thông thuê 6 người đến sửa chữa thì bất ngờ căn nhà đổ sập về phía bãi đất trống bên cạnh. Thời điểm này ngoài 6 công nhân thì còn có ông Thông, vợ và con gái ở bên trong căn nhà. Khi căn nhà đổ sập hai người thoát được ra ngoài, bảy người bị mắc kẹt bên trong. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bình Thạnh đã cứu được cả 7 người ra khỏi đống đổ nát. Được biết, trước đó do căn nhà bị nghiêng nên 6 công nhân được ông Thông thuê về sửa chữa căn nhà, đều là người dân miền Tây, với yêu cầu làm cho căn nhà thẳng trở lại. Thời điểm xảy ra sự cố 6 người đang đục bê tông, khoan các cột trong nhà, do kết cấu căn nhà yếu nên sự cố đã xảy ra. Lúc này bên trong công trình có 9 người, gồm 6 người thợ và 3 thành viên gia đình chủ nhà may mắn tại thời điểm sập nhà hai người đã kịp thoát ra được bên ngoài bảy người còn lại bị mắc kẹt bên trong sau đó những nạn nhân trên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài trong đó năm nạn nhân bị thương nhẹ và hai người bị thương nặng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện nhân dân gia định hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video